tin rất là hay để mà giới thiệu tới cho mọi người. Đó chính là một chiếc kính tới từ nhà mốt Versace. Mọi người thì hay gọi hãng này tiếng Việt Nam là Versace mọi người ạ. Thì Versace hay là Versace thì vẫn là một cái thương hiệu kính này nha. Nên là ví dụ như là khi mà mình nói cái tên thương hiệu theo kiểu châu Âu hay tiếng Anh thì đó sẽ là Versace, còn tiếng Việt Nam thì sẽ là Versace mọi người nhá. Và cái mẫu kính hôm nay ấy thì là một trong những cái mẫu kính thuộc bộ sưu tập của season năm 2022 và được lấy cảm hứng từ những cái mê cung. Và tại sao lại như thế và nó có cái gì hay, mà bởi vì mọi người biết rồi đấy, để mà giới thiệu tới cho các bạn những cái sản phẩm mà mình yêu thích thì sẽ luôn luôn là những cái sản phẩm rất là đặc biệt, mang những cảm hứng rất là hay, mới lạ, hoặc là những cái chiếc kính rất là hot trend trên thị trường. Đó, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chiếc kính này có gì hay đến thế. Và đây sẽ là một cái chiếc kính mà mọi người sẽ tìm hiểu cùng mình ngày hôm nay, mang một cái mã số là VE2242 nhé. Với cái season 2022 thì với những bạn mà đã xem những video trong năm nay của mình rồi thì sẽ thấy những chiếc kính mà nhập từ châu Âu sẽ luôn luôn có thêm cái logo nữa, một cái logo rất là đặc biệt, đó là logo về UKCA, là về cái tiêu chuẩn mới để thị trường nhập khẩu vào châu Âu các bạn người. Tiếp theo thì sẽ là cái mã màu mắt của cái chiếc kính này này, màu gold dark gray là màu mắt này. Và cái mã màu chiếc kính này, với hãng này thì họ sẽ quy định cái mã màu nó hơi dài một chút, mang tới 6 con số là màu 100287 mọi người. Tiếp theo đến cái dòng này là cái lens của chiếc kính, 6 lens của chiếc kính này. Và sau đó là một cái dòng mã cốt rất là dài, cái mã vạch rất là dài, mình cũng không biết là gì nữa. Tiếp theo là cái phần này cũng là mã vạch sản xuất của nước đấy. Và đây có một cái này nữa, là một cái rất là quan trọng khi mà mọi người mua kính. Với những cái sản phẩm mà sale off hoặc là Black Friday hoặc là những cái mà xả kho ấy, thì có thể trên những cái box này sẽ không có cái cốt này mọi người ạ. Bởi vì hoặc là với những cái chiếc kính mà có thể mua store này thì staff có thể về cái box mới thì có thể sẽ không kèm cái cốt này. Thế nhưng mà với những cái sản phẩm mà ví dụ như bạn đi mua online này hoặc là mua thì sẽ luôn luôn có một cái dòng mã vạch và cái dòng chữ kèm với các số ở dưới này. Đây giống như là một cái số khung số máy của mỗi một chiếc kính vậy mọi người ạ. Và với cái số khung số máy này thì hãng có thể khẳng định và xác định với chúng ta là cái chiếc kính này có phải là cái kính chính hãng hay không. Và có một cái nữa quan trọng, đấy là cái hãng kính này là được phân phối bởi tập đoàn là Luxottica Group nha. Và cái số khung số máy này thì sẽ trùng với cả cái dòng chữ kèm số này thì sẽ khớp với cả cái dòng mà được dập chìm ở phía trong kính. Thì một lát nữa thì bạn Vi sẽ giới thiệu cho mọi người, và bây giờ mình sẽ đâm hộp cái chiếc kính này để xem là cái chiếc kính mà lấy cái ý tưởng từ mê cung thì nó có gì hay và có khác những chiếc kính khác không mọi người nhá. Đây là cái hộp này. Thông thường hộp của hãng Versace này thì luôn luôn là những cái hộp cứng như thế này. Với những hãng khác ấy thì bạn Minh thấy là sẽ có cả những cái loại bao đựng kính là loại giống như kiểu bao mềm đó, bao mềm, nhưng mà hãng này thì luôn luôn là bao cứng như thế này. Thì sẽ có rất là nhiều bạn thì rất là thích, bởi vì với những cái hộp cứng thì sẽ khó ví dụ khi chúng ta ngồi hoặc là bị va đập mạnh ấy, thì sẽ khó mà để cái chiếc kính ở bên trong bị hư hay là bị hư hỏng. Nhưng mà với những cái bao kính mà là bao kính mềm thì sẽ có những cái ưu điểm, ví dụ như là với những bạn nữ mà xách đồ nhiều và hay để kính ở trong túi xách thì cái việc mà bao to như thế này đấy thì sẽ tốn rất là nhiều diện tích. Còn với những cái bao mà như thế kia thì để hơn rất nhiều, và lựa để xếp một chú màu với nhau. Đây là cái phụ kiện của hãng này. Hãng này thì truyền kỳ với màu đen. Truyền kỳ với màu đen ở đây. Một cái khăn màu đen được làm bằng chất liệu từ thực vật.
có khả năng lau kính rất là tốt, và có một cái nữa đó là không bị lem cái bụi vải lên mắt kính đó. Và tiếp theo là đây là một cái tiêu chuẩn khi mà nhập hàng của châu Âu, cái logo UKCA trên này thì bởi vì năm nay là một cái tiêu chuẩn mới theo luật của UK đó, thế nên là hãng sẽ với tư cách là bạn đi thấy rất nhiều các hãng đều có thêm cái tờ để giới thiệu như thế này nữa. Cái tiếp theo đó là một cái như những hãng khác, đó là cái giấy giới thiệu về cái hãng này thì được giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng. Để xem cái này có tiếng Việt không nhá. Celine là có tiếng Việt này, cái này như không có đâu, tiếng Hà, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây, Ban Nha, tiếng Pháp gì đó. Thì cơ bản là giới thiệu về kính, hướng dẫn kính, hướng dẫn để vệ sinh và cái cách bảo quản về kính thôi, cũng không có gì là đặc biệt đâu mọi người. Và có một cái nữa, đấy là cái hộp của cái hãng này thì nó được làm bằng giấy, nhưng mà không phải là giấy sám như Kuboro, mà nó được làm bằng, nó được cán bằng bóng mờ mọi người ạ. Thế đây nhìn có vẻ hơi dơ xí nhưng mà rất là dễ vệ sinh. Ví dụ như thế này là mọi người chỉ cần lấy một cái khăn ẩm hoặc là lấy một tờ giấy, nếu mà trong trường hợp bị bụi hay là bị bẩn lau qua thôi thì nó rất là sạch, nhưng mà nhìn thì nó hơi dơ bởi vì là nó là cán bằng cái giấy bóng mờ mọi người nhá. Đây cái phần mà được mọi người yêu thích nhất, đó là cái phần tập hồ của chiếc kính đây. Thì trước khi mà giới thiệu chiếc kính thì sẽ giới thiệu qua cái hộp đã. Đây là phía trong hộp này, ở bên trong là lắp nhung và có chữ Versace màu đen mọi người ạ, màu đen nha, chứ không phải là màu vàng đâu. Ngày xưa ấy mà bạn đi nhớ là những cái hộp này cũ ngày xưa là nó có màu vàng đấy, bây giờ là màu đen đó bên trong. Và đây là chiếc kính Versace VE2242 thuộc season 2022 mà bạn My đang muốn giới thiệu tới cho mọi người đó. Một chiếc kính mà được lấy cảm hứng từ kính mê cung thì nó sẽ có cái gì hay, là những cái họa tiết của nó đặc biệt ở chỗ nào, nó khá là xinh mọi người. Và mọi người đừng quên là hãy xem tới cuối video để xem thêm những cái hình ảnh mật tim của bạn Hà My đã chụp rất là nhiều và rất là chi tiết và rất là cận cảnh với cái chiếc kính này, để mọi người có thể thấy là cái chiếc kính này nó đẹp như thế nào và nó có những cái chi tiết gì nổi bật, mọi người có thể nhìn rõ nó nhé. Đây, sau khi mà mọi người xem, mọi người sẽ thấy là những cái họa tiết đặc trưng ở trên kính được gọi là họa tiết Lagrange và khắc họa lại hình ảnh của những cái chiếc mê cung và mang cái tính nghệ thuật rất là cao qua cái cách mà sáng tạo và biến tấu từ những nhà sáng tạo của Versace thì hình ảnh của những chiếc mê cung mang đầy cái tính nghệ thuật và trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng của thương hiệu này. Có một cái cũng khá là hay nữa mà mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người ở trong video này, đó là cái nhà sáng lập mốt mà Gianni Versace thì được sinh ra và lớn lên tại miền nam của Italy mọi người ạ, thì nằm gần đất nước Hy Lạp ngày nay và trong quá khứ thì cũng đã từng là lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại. Cũng vì thế mà cái niềm đam mê to lớn với nghệ thuật thần thoại thì được lồng ghép trong từng cái sản phẩm của hãng. Chính vì vậy mà khi mà mọi người nhìn cái logo Medusa là cái logo có hình cái đây này mọi người, hình cái ông này gọi là logo Medusa ấy, ở giữa mắt này thì mọi người sẽ thấy đây là một cái gương mặt lạnh lùng, thế nhưng cũng là một cái biểu tượng của sức mạnh thần thoại ấy, và là một cái biểu hiện cho là một cái biểu tượng cho giá trị của Versace. Và ngày nay thì Versace thì luôn luôn được gắn liền với cái phong cách rất là cá tính và cũng mang cái hơi hướng rất là chất. Với cái chiếc kính này thì mọi người sẽ thấy là những cái biểu tượng, những cái đường nét kiểu giống như kiểu mê cung ấy sẽ đi liền hết phần gọng kính đấy đó người, nếu mà đi liền hết cái phần gọng kính lên, sau đó tới cái chữ Versace là cái tên của hãng và nó chạy dài ra đây, chạy dài hết cái phần này và sau đó chạy hẳn ở hai cái phần, cái phần trên của mắt kính nữa đó. Và cái logo Medusa là cái logo mà huyền thoại và biểu tượng biểu trưng cho cái hãng này,
thì sẽ được đặt ở phía trên đây. Nếu mà nhìn thoáng qua thì chúng ta sẽ khó mà thấy được, bởi vì là cái logo này nó không nó được làm như kiểu họa tiết 3D ấy. Thế nhưng mà khi mà nhìn kỹ qua thì càng nhìn chúng ta sẽ cảm thấy là cái chiếc kính này có những cái chi tiết rất là lạ và đặc biệt. Và với những chiếc kính mà được lấy cảm hứng từ một cái sản phẩm hay là một cái ý tưởng hay là gì đấy, thì những cái chiếc kính đó thì luôn luôn được rất là nhiều người yêu thích và tìm kiếm, bởi vì bản chất đó, những cái sản phẩm mang cái tính giá trị cao này thì mọi người biết rồi đấy, không chỉ vì nó có cái không chỉ vì nó đắt tiền mà nó còn mang những cái ý nghĩa rất là hay và rất là đặc biệt nữa, thì nó mới có cái giá thành như thế. Tuy nhiên là hãng Versace này thì giá cũng rất là ok mọi người ạ, nó cũng là một cái hãng là tầm trung thôi, nên là chúng ta sẽ rất là có rất là nhiều cơ hội để có thể sở hữu được một trong những cái chiếc kính của hãng. Và đây phía bên gọng bên này thì sẽ là thông số của chiếc kính đây mọi người. Cái chiếc kính đây có mã là VE2242, mã màu là 100287, bạn Mi đã giới thiệu mọi người lúc nãy rồi nhá. Và cái lens của chiếc kính này là 61-13-145. Và phía bên này thì là những cái dòng chữ quen thuộc, đó là tên của hãng Versace này, Made in Italy. Và mọi người nhớ nha, cái cốt rất là quan trọng, cái số khung, số máy nó sẽ nằm ở vị trí đuôi như thế này. Sẽ có những lô kính thì nó sẽ nằm ở những cái vị trí phía trên gọn như thế này. Nói chung là cũng tùy nhà sản xuất, mình chỉ là cái người mà yêu thích và đam mê vào kính thôi thì mình sẽ không thể nào biết được là lý do tại sao cái lô này hoặc là cái đợt này thì dập chỗ này và cái đợt kia dập chỗ kia, đúng không mọi người? Đây có một cái cũng khá là ok và hay nữa, đó là cái phần tì và mũi, điểm tì và mũi mọi người. Ở hai bên thì là có chữ Versace và được mạ vàng nha mọi người, mạ vàng toàn bộ luôn. Khi mà mới ra mắt thì mọi người nói là cái chiếc kính này là dành cho nam giới. Thế nhưng mà khi mà bạn Mi nhận về tay thì bạn Mi thấy là với những bạn nữ mà có phong cách cá tính và mạnh mẽ, hoặc là chúng ta mặc những bộ đồ basic, thì chúng ta hoàn toàn có thể đeo được cái chiếc kính này nhá. Và với một cái mẫu kính mà có cái mắt như thế này, mắt chữ Nhật như thế này, thì cũng khá là dễ đeo, bởi vì là những cái phần này là những cái phần bo tròn, những phần góc ấy, thì sẽ phù hợp với những bạn mà có khuôn mặt trái xoan này, mặt vuông và mặt trái tim. Và thông số này thì đó mọi người thấy không, với một người mà mặt nhỏ như bạn Mi là chúng ta đã có thể đeo vừa rồi đấy. Với những bạn mà có làn da trắng ấy thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời, bởi vì là cái màu vàng sẽ làm tôn lên cái làn da trắng của mọi người. Và cái mẫu này thì bạn Mi cũng đang có một cái màu nữa, đó là màu gọng bạc. Và gọng bạc thì sẽ đi kèm với cả cái mắt là mắt trắng gương nha mọi người, mắt trắng gương màu bạc luôn. Đều phải nhờ đôi mắt của chúng ta, đúng không ạ? Và mọi người nhớ là hãy follow kênh của Hà My Bán Kính
Thảo My, cô bé bán kính để theo dõi những video tiếp theo nhé.